đây. Kiên Huy ngồi đây ăn hoa quả, đợi Huy về nhá. Dạ vâng. À mà này, em đã có bạn gái chưa? Em chưa chị ạ. Dạo này em đang học thêm thạc sĩ, thế nên là bận quá không thời gian đi ô đường gì. Hay là để chị giới thiệu cho bà em, em thích kiểu người như thế nào? Em á, em thì đơn giản thôi. Kiểu chăm chỉ, thật thà, hiền lành, cứ giống như chị là được. Em khéo nịnh. Không, em không nịnh đâu, em nói thật đấy. Em là con trai nhá, kiểu gì em cũng phải lấy chị làm vợ đấy. Lý anh về rồi. Anh về rồi ạ. Anh ạ. Thằng này, hôm nay không đi làm à? Hôm nay em được nghỉ, với lại là chị dâu tương lai nấu ăn ngon quá, em qua đi ăn ké. Thôi, hai em ngồi đây nói chuyện dễ ăn hoa quả, em vào cơ. Em vào đi. Ăn hoa quả đi. À vâng. Lạnh thế. Của em sẽ cho anh một món quà. Alo chị dâu à? Em vừa thấy anh Huy đi vào khách sạn với con nhỏ nào ấy. Vâng, chị đến đây luôn nhá. Em nhắn địa chỉ cho. Vâng ạ. Ly, chuyện không như ông nghĩ đâu. Anh còn giả vờ như không biết nữa. Chuyện rành rành trước mắt tôi rồi. Cô ta là ai? Quay người có mối quan hệ như thế nào? Nhưng anh không biết cô ta là ai cả. Anh thề với em đấy. Anh bảo gì? Anh còn dám nói lại một lần nữa không? Anh không biết tôi á? Anh và tôi ngủ với nhau, xong bây giờ anh lại phủi đít. Coi như là không quen à? Cô. Đấy, anh bậy chưa? Rồi, anh còn chối gì nữa? Anh thề với em là anh không biết gì cả. Kiên, mày làm trai của anh, mày nghĩ đi, từ trước giờ anh có làm gì anh bao giờ anh làm chuyện này đâu hả? Đúng không? Anh Huy, em không ngờ đấy, không ngờ anh lại cắm sừng chị dâu như vậy. Từ nay tôi mày không liên quan gì đến nhau, chấm dứt đi. Anh ở lại với cô ta đi. Ly ơi, mày phải tin anh chứ. Tôi không muốn nghe anh nói một câu nào nữa. Chào anh. Đi! Kiên! Chị cảm ơn Kiên nhé. Từ ngày anh Huy cắm sừng chị, chỉ có mình em ở bên cạnh động viên an ủi chị thôi. Kiên thật sự làm cho chị cảm động lắm. Có gì đâu mà phải cảm ơn chị. Anh trai của em làm khổ đời chị thì em phải bù đắp cho chị thôi. Với lại là từ trước đến giờ em vẫn luôn quan tâm thật lòng đến chị mà. Chị không tin đâu. Em lại định làm khổ chị giống như cái cách anh Huy làm nữa. Ly, nghe anh nói đi. Anh thích em là thật. Vậy nên là mọi chuyện anh làm cho em đều là thật lòng, chứ không phải lăng nhăng hay là chơi đùa gì đâu. Xoay nào đấy. Một người đàn bà mưu mô gian xảo mà mày còn tin được này. Tao là anh trai của mày, tao muốn nói cho mày để mày tránh xa. Anh nói gì vậy? Anh lừa con gái người ta, hại đời con gái người ta khổ như này, anh còn nói như vậy là sao? Thế à? Vậy thì bây giờ anh cho mày xem cái này, xem xong ấy thì đừng hối hận. Xem đi. Cô đến đây làm gì? Tôi đã chuyển tiền cho cô rồi mà. Chị làm gì có phải căng thẳng đấy nhở? Em chỉ đến đây để hỏi han tình hình thôi mà. Mà từ hôm đó đến giờ anh em nhà đấy nghi ngờ gì không ạ? Làm sao mà nghi ngờ được? Chúng ta lên kế hoạch khéo léo thế cơ mà. Chị đúng là cao tay thật đấy. Nhưng mà em nghĩ hắn ta cũng biết là bị lừa rồi, nhưng không nghĩ chính chị là người đứng sau cái màn kịch này.
Người ta hơn nhau ở cái gì em biết không? Là cái đầu đấy. Làm như thế chỉ biết đường đường chính chính đi với nó mà không bị nó coi thường. Nhưng mà em thấy thằng anh trai nó cũng ngon mà, sao chị lại phải bỏ? Quen nhau 2 năm rồi cũng chán chứ. Mà tại nó tốt quá, muốn tìm lý do bỏ phải hợp lý. Với cả em trai nó thì ngon mà nhiều tiền, bỏ qua thì hơi uổng. Em bái phục chị thực sự ý. Mà chị cũng thấy đấy, bây giờ chuyện thì cũng đã đầu xuôi đuôi lọt rồi, mà tiền công của chị trả em cũng hơi ít. Đúng lúc đợt này em cũng hơi thiếu thốn nữa. Chị có thể nào bỏ ra một chút tiền để bịt kín miệng em được không ạ? Chứ em sợ rằng em sẽ phải đi kiếm tiền bằng cách bán tin tức mất. Mày! Thôi được rồi, về nhà chị chuyển cho em một ít, coi như là tiền công. Nhận tiền được rồi, nhớ im mồm, không thì đừng có trách. Tưởng chuyện gì, chị cứ yên tâm ở em. Làm ăn quan trọng nhất là chữ tín mà. Sao? Bất ngờ thật đấy. Không ngờ hai anh em tôi lại bị một con đàn bà như cô lừa, cái loại lăng loàn. Không, hai người hiểu lầm em rồi. Tất cả chỉ là đùa thôi, không thật đâu anh ạ. Đùa? Từ bao giờ cô quen với một người mà ngủ với bạn trai của mình được coi là đùa giỡn vậy? Hả? Cứ nói đi. Cái lúc mà tôi phát hiện ra cô bị anh trai tôi cắm sừng, tôi đã thương cô biết bao nhiêu. Tôi muốn lấy tất cả cái gì của tôi để bù đắp cho cô. Vậy mà không ngờ là cái bẫy mà cô lừa anh em tôi. Kiệt ơi, chị xin lỗi em, chị biết sai rồi. Tại vì chị quá yêu em thôi, chị phải làm như vậy để chúng mình được ở bên nhau, để em không coi thường chị. Buông ra. Bây giờ tôi không coi thường cô, mà tôi sợ hãi cô đấy, đồ dối trá. Không phải đâu em. Đi hết đi. Tôi làm sáng tỏ chuyện này cũng để chứng minh tôi là một thằng đàn ông song sạch, không cắm sừng như cô nghĩ. Còn cả mày nữa kia này, mày là em trai của tao, em trai ruột của tao, mà đến bạn gái của tao mày cũng thèm thuồng là sao? Hả? Còn từ bây giờ tao và mày không còn là anh em với nhau nữa. Chuyện này tự hai người giải quyết với nhau đi. Anh Huy! Anh Kiệt ơi! Anh Kiệt! Đừng bỏ em! Chỉ còn một mình em thôi! Buông ra! Cô thấy chưa? Tại cô! Tại cô mà tình cảm anh em tôi sứt mẻ đấy! Tôi sẽ không bao giờ tha cho cô đâu! Nhớ đấy!